Xin chào các bạn đã đến với hệ thống xe máy Hòa Bình Minh ạ. Và mình là Thùy Linh. Như vậy là chúng ta vừa bước ra một năm 2021 với đầy biến động. Và sang năm mới thì Linh xin chúc tất cả các quý khách hàng sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng. Và chúc các bạn sẽ có một năm thật là nhiều thành công. Và trong video ngày hôm nay thì Linh đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bạn những dòng xe côn tay mà trong năm 2021 có doanh số bán ra rất là ấn tượng của Honda Việt Nam. Đó chính là những dòng xe như là Honda Winner X hay là CBR150R, là một mẫu xe côn tay rất là mới và hot của Honda Việt Nam. Thì đầu tiên đối với dòng xe Honda Winner X, hiện tại bên Linh với một bản phiên bản phanh thường đang có giá khoảng ngoài 36 triệu đồng. Bên cạnh Linh đây là có màu đỏ và màu xanh, có giá khoảng ngoài 36 triệu đồng cho tất cả các phiên bản màu phanh thường. Và đối với dòng Winner X, các bạn lựa chọn phiên bản phanh ABS thì bên Linh sẽ đang để giá cho các bạn là khoảng ngoài 39 triệu đồng cho bản Winner X phanh ABS. Và trong thời điểm này khi mua dòng xe Honda Winner X, quý khách hàng sẽ đăng ký vào Liên minh Winner X để có cơ hội tham gia vào những vòng quay may mắn với giải thưởng là những chiếc xe Winner X, những chiếc điện thoại iPhone hay những chiếc đồng hồ Apple Watch cùng rất nhiều phần quà có giá trị khác nữa. Đó là chương trình cực kỳ hấp dẫn dành cho dòng xe Honda Winner X. Như vậy các bạn hãy tham khảo giá xe Winner X nhé, chỉ khoảng ngoài 36 triệu đồng cho phiên bản phanh thường và ngoài 39 triệu đồng cho một em phiên bản ABS. Đó là dòng xe Winner X mà Linh muốn giới thiệu các bạn. Các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để Linh tư vấn cụ thể chi tiết cho các bạn nhé. Và tiếp theo nữa thì là phía bên cạnh Linh đây là dòng xe CBR150R, một trong những dòng xe côn tay mà được Honda Việt Nam mới giới thiệu và cũng đã tạo ra những ấn tượng rất là mạnh mẽ cho quý khách hàng. Với tổng thể các bạn có thể quan sát rất là thiết kế thể thao mạnh mẽ và rất ngầu, đúng không ạ? Trên phân khúc 150 phân khối với động cơ là DOHC cùng với những trang bị rất là tiện ích và an toàn cho khách hàng như hệ thống ABS 2 kênh cùng rất là nhiều những cái nổi trội cho dòng xe này. Hiện tại với một em phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này nó chỉ có giá khoảng 70 triệu đồng thôi. Còn đối với các bản đặc biệt hay thể thao thì nó cũng chỉ có giá khoảng 71 hoặc ngoài 71 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em CBR150R rồi. Tôi nghĩ rằng đây là một dòng xe côn tay mà nếu như các bạn nam giới các bạn đang muốn thể hiện cá tính và bản lĩnh của mình thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo của các bạn. Các bạn hãy liên hệ với Linh để được Linh tư vấn cụ thể hơn cho bạn về dòng xe này nhé. Và đặc biệt là Linh có hỗ trợ trả góp đấy ạ. Nếu khách hàng nào chưa đủ tiền mua dòng xe này, các bạn chỉ cần có từ 30% giá trị xe, nó sẽ rơi vào tầm khoảng ngoài 20 triệu là các bạn đã có thể mua dòng xe này rồi. Ok, và trong thời điểm tháng đầu tiên của năm 2022 này thì Honda Việt Nam vẫn tiếp tục và dành những cái chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn dành cho các dòng xe như là Wenfar này, Honda Vision, Honda Ablade hoặc là Blade số, là những cái dòng xe mà trong thời điểm cuối năm này khi quý hàng mua sẽ được nhận chương trình khuyến mại. Với giải đặc biệt là 20 chiếc xe máy Wenfar phiên bản giới hạn, giải nhất là 2.000 chiếc xe máy Wenfar. Và nếu như khách hàng nào không may mắn trúng xe, các bạn vẫn sẽ nhận được lì xì tiền mặt trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng dành cho các dòng xe như Linh vừa nói nhé. Ngoài ra thì đặc biệt hơn để cổ vũ tinh thần bóng đá cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Honda Việt Nam khi tại thời điểm này các bạn mua tất cả các dòng xe, các bạn sẽ được tham gia vào bốc thăm may mắn với cơ hội trúng một chiếc áo. Đây ạ, chiếc áo này có chữ ký của tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Vậy thì các bạn hãy đến ngay với hệ thống xe máy Hòa Bình Minh để mua các dòng xe và có những cái ưu đãi rất hấp dẫn. Và sau đây Linh sẽ đi chi tiết cụ thể từng dòng xe cho các bạn để các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên, chiếc xe Wenfar trước mặt các bạn đây, hiện tại đang có giá khoảng ngoài 18 triệu đồng, hơn 18 triệu đồng. Và các bạn mua Wenfar, các bạn sẽ được quay số may mắn để trúng Wenfar. Và nếu không may mắn trúng xe, các bạn vẫn sẽ nhận lì xì tiền mặt 500.000 đồng. Đó là chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho dòng xe Wenfar với giá khoảng ngoài 18 triệu đồng cho các màu. Năm màu các bạn lựa chọn xanh, đỏ, trắng rồi đen, tất cả các màu nhé. Và tiếp theo nữa chính là dòng xe Honda Vision. Các bạn quan sát ngay bên đây là Honda Vision ạ. Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn ngay phía bên cạnh Linh đây hiện tại chỉ với giá khoảng ngoài 31 triệu đồng thôi. Và cũng giống như Wenfar, các bạn may mắn sẽ có thể trúng Wenfar, hoặc là nếu không trúng các bạn vẫn sẽ lì xì 500.000 tiền mặt đối với dòng xe Honda Vision. Và với một phiên bản tiêu chuẩn chỉ có giá khoảng ngoài 31 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Ngoài ra dòng Honda Vision sẽ có 4 phiên bản để các bạn lựa chọn. Đó là phiên bản cao cấp, đặc biệt, cá tính và sẽ có giá dao động từ ngoài 31 triệu đồng cho đến khoảng ngoài 38 triệu đồng. Linh sẽ hỗ trợ trả góp các bạn khi mua dòng xe Honda Vision này với số tiền trả góp là có thể từ 0 đồng luôn các bạn nhé. Dòng xe Honda Vision này kể cả các bạn không có tiền, các bạn vẫn có thể mua trả góp dòng xe này. Còn nếu như bạn nào có thể trả cho Linh từ khoảng 20% giá trị xe, từ khoảng rơi tầm khoảng 7 triệu thì Linh sẽ hỗ trợ cho các bạn trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, rất là rẻ luôn.
Và tiếp theo nữa thì dòng xe Honda Outlander là một trong những dòng xe cũng đang được chương trình khuyến mại giống như Honda Vision, giống như Venfa. Và các bạn quan sát phía bên cạnh Linh đây là một em Honda Outlander phiên bản tiêu chuẩn. Và Linh đang để giá cho các bạn đối với phiên bản tiêu chuẩn này sẽ có giá khoảng 42 triệu đồng. Đang có giá khoảng 42 triệu đồng. Và các bạn lưu ý nhé, riêng dòng xe Honda Outlander thì nếu như may mắn các bạn trúng Venfa, còn nếu như không trúng Venfa các bạn vẫn sẽ nhận được lì xì tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Cực kỳ hấp dẫn nếu mà các bạn mua dòng xe Outlander nhé. Lì xì tiền mặt lên tới 1 triệu đồng nếu như không trúng xe. Đó. Và phiên bản phía bên kia các bạn có thể quan sát nhìn phía bên kia Linh có phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn là một trong những cái màu sắc mà thời gian vừa qua bán rất là chạy và cũng thường xuyên bị hết hàng nhé. Vì vậy nếu như anh em nào ưa thích cái bản giới hạn này các bạn hãy liên hệ trước với Linh nhé. Theo số điện thoại là 0987162438. Và phiên bản giới hạn nó sẽ có giá khoảng ngoài 43 triệu đồng. Và vẫn sẽ có chương trình khuyến mại như Linh vừa nêu. Đó. Và ngay sau đây thì Linh sẽ tiếp tục cho bạn giới thiệu đến các bạn một dòng xe mà rất là hot mà chị em phụ nữ khi mình mua xe ý định mua xe, sắp mua xe các bạn thường hay nghĩ tới. Mẫu xe này thì thời gian vừa qua đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý khách hàng vì Honda Việt Nam vừa mới cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới. Các bạn có thể quan sát ngay trước mắt các bạn là mẫu xe Honda Lead phiên bản 2022 với tổng thể kiết dáng rất là nhiều sự thay đổi. Các bạn quan sát ngay phần mặt nạ phía trước với phần chi tiết mạ chrome rất là nổi bật cho chiếc xe. Tiếp tục trang bị hệ thống đèn LED cho phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Và đặc biệt hơn thì màu sơn bạc mờ. Đây là một màu sơn rất là thời thượng, lần đầu tiên được sử dụng trên dòng xe Honda Lead, giúp khách hàng có thêm những sự trẻ trung, năng động và nổi bật hơn cho mình. Và ngoài những cái tổng thể thiết kế kiểu dáng bên ngoài thì Honda Lead còn được trang bị thêm một cái cổng sạc điện thoại, giúp khách hàng có thể sạc điện thoại rất là tiện lợi ngay ở phần hộc để đồ phía trước của xe, rất là tiện lợi cho các bạn nhé. Cùng với đó thì Honda Lead được trang bị động cơ EFP cộng 4 van. Đây là một cái động cơ mà hoàn toàn mới, giúp cho quý khách hàng có khả năng tăng tốc cũng như công suất mạnh mẽ hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Vì vậy các bạn sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mình sở hữu dòng xe Honda Lead này nhé. Và đối với dòng xe Honda Lead phiên bản đặc biệt ngay phía bên cạnh đây là phiên bản mà có giá cao nhất. Hiện tại nó còn là có giá khoảng ngoài 42 triệu đồng. Khoảng ngoài 42 triệu đồng cho em Lead phiên bản bạc mờ. Rồi. Và phía sau bên đây là một màu sắc cũng là màu sắc mới. Nếu như trước đây phiên bản hay cũ thì Honda Lead nó sẽ ra cái màu trắng, các bạn có thể gọi là trắng xanh. Thì lần này Honda Việt Nam đã lắng nghe khách hàng để cho ra một cái màu sắc rất là nhiều khách hàng thích thú, đó là chính là màu trắng sứ. Đó. Thì màu sắc này sẽ có trên cả hai phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn màu trắng nó sẽ chỉ có giá khoảng ngoài 38 triệu đồng. Và đối với phiên bản cao cấp thì nó sẽ chỉ có giá khoảng 42 triệu đồng. Cho em Honda Lead phiên bản cao cấp màu trắng. Và bên cạnh mình đây là màu phiên bản tiêu chuẩn các bạn nhé. Chỉ có giá khoảng ngoài 38 triệu đồng. Và vẫn như phiên bản trước thì phiên bản tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng bóng halogen cho bóng pha. Đó. Và ngoài ra thì vẫn là sự khác biệt một chút thôi về chìa khóa. Thì đối với phiên bản cao cấp và đặc biệt sẽ là khóa thông minh 3 tính năng. Còn phiên bản tiêu chuẩn sẽ có 2 tính năng là tìm xe và tính năng mở khóa xe. Đó là hai sự khác biệt cơ bản đối với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Tiếp theo nữa thì phía bên cạnh mình đây là em Honda SH1. Thì SH1 vừa rồi Honda Việt Nam cũng giới thiệu thêm một số các phiên bản và màu sắc mới. Phiên bản 2022 của SH1 chủ yếu khác nhau về màu sắc các bạn nhé. Honda Việt Nam sẽ gọi lại với cái tên gọi là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và đặc biệt, sẽ không gọi giống như trước đây là thời trang hay cá tính nữa. Và chủ yếu là Honda bổ sung thêm một số cái màu sắc rất là thời thượng. Và lát nữa thì Linh sẽ quay một cái màu sắc mới cho các bạn xem. Còn ngay phía bên cạnh Linh đây thì là Honda SHI. Honda SHI thì năm nay Honda Việt Nam cũng cho ra mắt thêm hai phiên bản 150, cũng với hai màu sắc mới. Năm nay rất là nhiều cái dòng xe mà có những cái phiên bản và màu sắc rất là thời thượng. Thì đối một em Honda SHI màu trắng phiên bản phanh CVS ngay bên cạnh Linh đây. Đây là phiên bản 150 nhé. 150 CVS màu trắng thì hiện tại nó sẽ có đang có giá khoảng 96 triệu đồng cho một em 150 CVS màu trắng đó. Còn phía bên cạnh Linh đây là một em Honda SHI 125 màu đen bóng phanh CVS. Đây là phiên bản có giá phù hợp nhất của
125 thì có giá khoảng 84 triệu đồng. Khoảng 84 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một mẫu xe Honda SH rồi. Và Linh cũng có sẽ hỗ trợ trả góp cho các bạn với số tiền trả trước cho Linh là khoảng 26-27 triệu đồng. Các bạn sẽ bỏ ra khoảng 26-27 triệu đồng để mua dòng xe Honda SHI này. Và cứ liên hệ với Linh để được nhận cái gói lãi suất rất là ưu đãi và hấp dẫn nhé. Và bây giờ thì Linh sẽ quay một cái màu sắc mà Linh rất là thích. Và nếu như sắp tới có ý định đổi xe thì chắc là Linh sẽ mua cái màu sắc này. Một màu sắc rất là thời thượng. Honda Việt Nam đã mang đến một cái tông màu xám. Các bạn có thể thấy là năm nay phủ tông màu xám cho những phiên bản rất là đặc biệt như là Avalanche giới hạn này, hay là Honda SHI phiên bản thể thao tông màu xám thời thượng này. Và đây là lần đầu tiên thì trang bị trên dòng xe SH1 cũng với một tông màu xám rất là thời thượng như này. Các bạn có thể quan sát luôn, màu sắc rất là độc và lạ. Và đây là phiên bản đặc biệt có trang bị hệ thống ABS trên kênh bánh trước của xe các bạn nhé. Hiện tại đang có giá khoảng 70 triệu đồng. Linh nghĩ rằng giá xe cũng khá là tốt đấy ạ. Khoảng 70 triệu đồng cho một cái màu sắc rất là thời thượng như này, lại trang bị thêm hệ thống ABS trên kênh bánh trước nữa thì rất là hợp lý rồi. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ quay thêm một số xe số cho các bạn tham khảo thêm nhé. Ví dụ bên này Linh có Honda Future. Đó, Honda Future này. Vành đúc sẽ có giá khoảng ngoài 31 triệu đồng cho Honda Future. Và vành nan thì sẽ có khoảng ngoài 30 triệu đồng đối với dòng xe Honda Future. Và phía bên này thì sẽ có Wazer X này. Đó. Bên Linh có đầy đủ các dòng xe số như là Wenfa, Blade, rồi Wazer X, Future nhé. Có đầy đủ các dòng xe. Các bạn có thể quan sát ngay bên ngoài kia có Blade này. Đó. Thì nếu như mà bạn nào đang có ý định mua dòng xe số nào, bất cứ dòng xe số nào, các bạn hãy liên hệ với Linh để lực Linh tư vấn cho các bạn nhé. Và bây giờ các bạn hãy theo Linh ra một trước ngoài cửa hàng bên Linh thì có trưng bày rất là nhiều xe. Bên Linh có một em chạy thử CBR 150R. Anh em nào mà đang có định mua xe hoặc các bạn muốn chạy thử mẫu xe này, các bạn hãy đến ngay cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 nhé. Có địa chỉ 2287 Đại lộ Hùng Vương, Đông Trang, thành phố Việt Trì, để bên Linh có thể hỗ trợ các bạn chạy thử chiếc xe này. Và bên ngoài này thì Linh có trưng bày rất là nhiều những cái em Honda Lead này. Đây là màu xanh. Đó, màu xanh. Và đây là màu đỏ. Phiên bản cao cấp có giá khoảng 42 triệu đồng. Khoảng 42 triệu đồng cho em Honda Lead nhé. Và đây là vẫn là cái màu bạc mà Linh vừa quay cho các bạn ở bên kia rồi. Rồi và tiếp theo đến nữa thì bên này Linh có rất là nhiều SH. Rất nhiều SH mới về các bạn nhá. Rất nhiều luôn. Màu trắng này, màu đỏ, màu đen. Từ phiên bản cho 125 cho đến 150. Giá sẽ dao động cho các phiên bản màu trắng, màu đỏ, đen như này là khoảng từ 84 cho đến 110 triệu đồng. Cho các phiên bản 125 phanh CVS ABS và 150 phanh CVS và ABS. Và nếu như khách hàng nào muốn lên Sport đen như này, à, các bạn qua này, quan sát này. Linh biết rằng có đến tầm khoảng 70-80% khách hàng mua SH các bạn muốn lên Sport đen thì hiện tại tại hệ thống xe máy Linh có hỗ trợ lên Sport đen luôn. Rất là đẹp mắt đúng không ạ? Các bạn hãy liên hệ trước với Linh để đặt xe trong thời điểm này vì SH thời điểm cuối năm này số lượng xe rất là ít. Khách hàng mua SH rất là nhiều, vì vậy các bạn hãy liên hệ trước với Linh để đặt xe nhé. Số điện thoại là 0987162438. Ok. Và một trong những cái điều mà rất nhiều các bạn nữ khi bạn mua ý định mua xe SH các bạn đang băn khoăn, đó là không biết rằng mình ngồi chiếc xe SH này mình có ngồi vừa chân không. Thì trong video này Linh sẽ ngồi thử cho các bạn nhé. Mặc dù là hơi thời tiết ở bên Linh nó đang mưa, mặc dù hơi ướt nhưng mà Linh sẽ ngồi thử cho các bạn xem. Ok. SH thì nó tên lên cho người sử dụng một cái phong cách rất là thời trang và đẳng cấp khi các bạn ngồi và sở hữu. Các bạn hãy cảm thấy thực sự là tự hào và nổi trội khi các bạn đi trên đường với một cái kiểu dáng và một cái phong cách ngồi rất là đẹp. Và Linh cao khoảng hơn 1m6 thì Linh ngồi thì rất là nhiên là ok rồi, đúng không ạ? Còn Linh nghĩ rằng các bạn nào tầm 1m55 trở lên là các bạn đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Và các bạn đừng quên là phone cho Linh theo số điện thoại là 0987162438 để Linh sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.